Chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy Trung sẽ chia sẻ về một cái nói về cái chữ ngũ phúc lâm môn. Thì thường từ xưa tới giờ ha, tới Tết, Tết đến nhà nhà thì ai ta cũng mong gọi là phúc đến đầy nhà ha. Ai cũng đeo treo cái chữ phúc. Thường thường thì những người đi đi gặp thầy đồ, đi để gọi là thầy đồ tặng tặng chữ, tặng chữ. Thì theo việc cái phong tục, cái chữ phúc thì thường thường, thí dụ như ta treo trong nhà, ta đem về nhà, ta tự mua thì đương nhiên nó cũng không tốt bằng cái người người tặng, cái bất chợt hoặc là thầy tặng, thầy tặng. Thì tại vì cái chữ phúc là người ta viết thì người ta đem tất cả cái gọi là cái tâm hồn về cái sự gọi là cái gọi là cái tinh lực của người ta, người ta niệm, người ta vẽ lên cái chữ phúc, cái chữ phúc. Thì thầy Trung sẽ hồi nói rõ ra cho tất cả mọi người biết cái chữ phúc nó cấu tạo từ cái chữ Hán, Hán tự. Thì Hán tự thì nó từ, nói chung là cái từ cổ, cổ ngữ, nó cái tiếng Trung thì nó cũng cải cách qua nhiều kiểu chữ khác nhau, chữ phồn thể, chữ giản thể. Thì bây giờ tiếng Trung gọi là giản thể ha. Người Đài Loan cũng dùng cái từ phồn thể, bởi những cái người mà cái chữ phồn thể với khác giản thể nó khác nhau. Thì chúng ta khi mà thờ phượng thì chúng ta cũng phải chọn cái chữ phồn thể là nó tốt ha. Tại vì cái chữ phồn thể là cái chữ cổ, nó đầy đủ nét, nó đầy cái đủ nét, đầy cái đủ ý nghĩa của nó. Thì thầy Trung sẽ chia sẻ về cái chữ phúc, cái nét chữ phúc. Thì một cái chữ 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 phúc, cái chữ phúc thì nó cấu tạo, nó có rất là ý nghĩa, nó có ráp, nó có bộ, chứ không phải là chúng ta thấy được học là như vậy, chúng ta sẽ biết. Thí dụ cái như cái chữ phúc thì nó là như vậy ha. Thì thường thường á, nhà chúng ta thường cái người ta ai cũng là ngũ phúc lâm môn ha. Mình phải treo ha. Có những người tại sao người ta treo á, là ở trước cửa nhà người ta treo á, là đón ngũ phúc lâm môn ha. Vào nhà thì có chữ sức nhập bình an, hay là sức nhập đại cát thì nó cũng được ha. Hoặc là hợp gia bình an ha. Là thí dụ như giờ người đi ra đi vào trên thận dưới hòa, là những cái câu đó là rất hay ha. Gọi là cái câu mà để giống như không ngoài chúng ta ý nghĩa nó ra, là để cái chữ đó nó có ý nghĩa giống như là những cái vị thần là phù hộ gia đạo của mình. Trước cửa nhà thì cũng có môn thần, môn thần lễ gọi là tiếp dẫn tài lộc vào nhà. Thì thường thường cái môn này thì cũng của người gọi là Trung Hoa, người phương Đông. Mình người Việt Nam là mình, cái gốc của người mình thì nó cũng là một phần của cái người Trung Hoa, tách ra thôi, cũng tách ra thôi. Nhưng mà mình xuôi về phương Nam, về thì chúng ta gọi là nó có sự lai tạo, nó có sự khác biệt. Thì chúng ta ảnh hưởng gọi là 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu ha. Thì đương nhiên cái 1.000 năm thì nó ăn vào là máu huyết xương cốt ông bà chúng ta rồi. Thì cái môn này nó theo về cái đạo giáo ha, đạo giáo khác, đạo Phật khác ha. Thì đạo giáo, thì đạo giáo thì nó có cái vấn đề gọi là dạ về ngũ thường, tam can hay tam cương thì nó cũng nghĩa tam cương ngũ thường hay tam can ngũ thường, tam tòng tứ đức. Giống như thường thường những cái người mà chơi bonsai cây cảnh thì ta cũng gọi là người ta gọi là mỗi ngày ta gọi là uốn nắng một cái cây bonsai, tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường. Đàn ông thì phải gọi là tam cương ngũ thường, đàn bà phụ nữ là phải tam tòng tứ đức. Đó là cái nét đẹp của cái người Á Đông của mình. Đối với đàn ông thì phải tam can ngũ thường. Tam can ngũ thường thì nhân lễ nghĩa trí tính, ngũ thường là vậy đó, nhân lễ nghĩa trú tính. Thì cái đạo mà đạo Khổng thì có những người, người giờ ta có người ta chửi đạo Khổng vì cái đạo Khổng mà làm cho cái đất nước nó trì trệ. Cái gì nó cũng có hai cái mặt của nó. Chứ chúng ta không phải là cái gì mà nó cái đạo nào nó cũng phải, nó có cái sự gọi là
được cái mặt này thì nó hạn chế cái mặt khác. Cái con người ta, thí dụ cái gì ta cũng kêu thôi bỏ qua, cái gì chúng ta cũng thôi mình thế tu mình bỏ, thôi cái gì mình cũng nhường nhịn hết, cái gì không mình cũng nói là ý trời hết. Thì Trung Quốc cũng từ cái đạo Khổng đó, nó từ xa xưa mà nó ảnh hưởng tới cái đất nước Trung Quốc, mà nó có cái nền gọi là phong kiến nó lâu đời nhất, nó lâu đời nhất, nó tồn tại tới gọi là đời mà từ Hy Thế Hậu, từ Hy Thế Hậu hết đời Hy Thế Hậu rồi tới Phổ Nghi Phổ Kiệt lại lên ngôi mới có bao nhiêu tuổi đó là nhà Thanh gọi là bắt đầu là sụp đổ, gọi là tới cái triều đại cái thứ 13. Thì tất cả cái triều đại nào cũng vậy, là con số 13 là con số gọi là con số xấu, con số là tuyệt diệt, cái gì nó cũng tới 12, dòng Trần Sinh nó cũng có 12, con giáp thì nó cũng có 12, trực thì nó cũng có 12 trực, ví dụ Kiến Trừ Mãn Bình Định Chấp Phá Nguy Thành Thu Khai Bế, Tràng Sinh thì nó có một dục quan đới lâm quan đế dưỡng si bạn tử mậu tiệt thay dưỡng. Thì con người mình nó cũng theo một cái chu kỳ đó, giống như một mặt trăng thì xoay quanh trái đất. Thì chúng ta biết con một năm thì nó cũng có 12 con trăng, con trăng thì đại diện cho 12 tháng, gọi là xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông thì nó trong một năm thì nó cũng có 24 tiết khí, một năm có 24 tiết khí, một tháng thì nó có 2 tiết khí, một tiết khí thì nó có thượng trung hạ, cứ thế mà nó xây dần. Con người mình sống theo một cái định lực, một cái quy luật sáng trưa chiều tối. Con người mình sống thì cũng không thể thiếu ánh nắng mặt trời, và không thể thiếu mặt trăng, và không thể mà gọi là không có trái đất này thì chúng ta không sống không được. Bởi thường là thấy âm thấy dương, trái đất là ba cái đó, gọi là nó giống như gọi là một cái không thể thiếu nhau. Thì nói về trời đất thì chúng ta nói về cái ngũ tinh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái ngũ hành đó là trong cuộc sống chúng ta cũng không thể thiếu được. Mộc thì đại diện cho gọi là cây cối, rau cải đồ mình cũng thức ăn mình hàng ngày. Rồi ta cũng phải dùng có lửa, chúng ta phải nấu nướng để chúng ta ăn. Có nước chúng ta phải uống, đó là thủy. Là những vật dụng kim loại chúng ta để mà gọi là canh tác lao động. Có đất chúng ta để chúng ta sống, là trồng rau, và chúng ta có thể là chôn cất giấu những cái gì mà muốn bỏ đi. Đó, chúng ta không thể thiếu được. Thì thầy Trung bắt đầu trở lại cái chữ phúc ha. Thầy nói nhiều quá, bắt đầu nó sẽ nó qua cái vấn đề khác. Cái chữ phúc là nó như vậy. Thì một cái chữ phúc thì bắt đầu thầy Trung sẽ chỉ, thí dụ như là cái chữ phúc đó, nó ý nghĩa. Có những người tại sao là người ta đảo phúc, đảo phúc là người ta treo ngược, thí dụ cái chữ phúc nó vậy, người ta chổng ngược lại vậy ha. Đừng có nhiều người không biết thì chê người ta ha, nó hô dán bậy, hô là chắc ông này không biết cái chữ Hán, không biết chữ Tàu nên dán bậy. Không phải nha. Đảo phúc có nghĩa là người ta phúc đến, người ta không muốn phúc cái bay đi, bởi những cái lu cái hũ thùng, tất cả những cái là thí dụ hũ gạo, lu nước ngày xưa, lúc nào người ta cũng phải dán cái chữ phúc. Có những người dưới quê đó thì thầy thấy giống như một cái tờ giấy hồng đơn này là cắt cái theo cái hình thoi đó treo lên, hoặc dán vô, dán cái chữ đỏ, dán vô cái thí dụ thầy nói giống như tết dừa thì dán vô cái cây, tết trâu tết bò thì mình cũng phải dán vô cái chuồng trâu chuồng bò, chuồng gà, chuồng heo, chuồng vịt đó. Thì mỗi cái đó đều nó dán, nhưng mà những cái người đó ta không biết cái viết chữ phúc, người ta biết chữ dán học đơn, nó chỉ vuông nhất như vậy thôi đó. Thì thí dụ như nó vuông thì dán, thí dụ dùng người dán treo vậy thôi ha, nó vậy thôi đó. Nhưng mấy người đó chỉ đó, nhưng mà nó là cái chữ phúc. Chữ phúc thì nó là có như vậy, thí dụ như thầy nói bắt đầu cái bộ nó như vậy ha. Cái này bắt đầu nét đầu tiên của cái bộ nó là cái chữ này, là chữ thị ha, chữ thị. Chữ thị. Rồi chữ thị là cái gì? Chữ thị là cầu thị. Cầu gì được cái nấy, người ta mong cầu. Là cái chữ thị đầu tiên. Rồi cái nét thứ hai là một cái dấu dấu gạch ngang. Thì thế gạch ngang của tiếng Tàu gọi là số 1, chữ dách. Dí ớ sánh sứa gì đó ha, thì nó gọi là số 1. Nó là một gạch. Rồi tiếp theo cái số 1 á, là dưới chữ một là nó chữ khẩu, nó hình vuông, hình vuông là cái khẩu, khẩu tức nghĩa là cái miệng, cái miệng tức miệng thứ gì đó là cái ăn cái mặt.
rồi dưới cái miệng nữa là một cái chữ chữ điền, chữ điền chúng ta hiểu thầy chữ điền nó như vậy, chữ điền lộn sao em thấy nó cái chữ phúc là như vậy đó, cái chữ phúc thầy dứt lộn rồi quay thầy mới thấy. Thì cái chữ này là cái chữ thị ha, nó giống như hình một cái một cô gái, một cái người vậy đó ha. Nó cầm như áo dài nó đó, cầu thị thứ nhất là phải cái miệng, cái miệng lại có ăn chữ điền là phải có ruộng có giường. Tại vì nhà mà một cái nhà mà muốn được hạnh phúc có phúc thì phải nhà phải có sao, phải có cái ruộng giường nhiều đa điền sản. Rồi thứ hai nữa là cái chữ khẩu, đây là có nghĩa là ngoài cái miệng cái ăn ra, cái khẩu đây là nhân khẩu nữa. Nhân khẩu là cũng như là người đông. Thì thường thường một cái gia đình mà thì mình cứ bây giờ thí dụ mình nói con đông quá thì đương nhiên thì nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế, nhưng mà mình ít nhất là bây giờ một đứa mình, hai vợ chồng mình phải sinh hai đứa con, cái đó là cân bằng, là không hơn không thấp. Thí dụ như hai chồng mình sinh cái đứa con là điềm nó không cát, là nó giảm bớt đi. Thì giống như thầy nói là bây hiện giờ Việt Nam của mình cái là cái vấn đề mà bây giờ là cái tuổi mà những cái tuổi lao động, thầy nói là chừng 5 năm hay 10 năm nữa là cái người độ tuổi 60 tuổi rất là đông, nhưng mà cái giới mà cái tuổi lao động thì rất là ít. Việt Nam mình sau này là khan hiếm lao động, bây giờ là người ta đã cảnh báo rồi đó. Bởi giới trẻ bây giờ người ta cũng không sanh đẻ nữa đó. Thì cái người già thì nhiều mà người trẻ thì ít, thì cái người già là gánh nặng của người trẻ, vậy là ai nuôi người già đây? Hiện giờ chúng ta thí dụ như là theo giải phóng năm là vô cái thời năm 80 mấy đẻ rất là đông, hắn kế hoạch quá gia đình còn bây giờ khuyến khích đẻ còn không dám đẻ nữa. Thứ nhất kinh tế thì quá nặng, đẻ một đứa con rất là lớn. Nhà nước thì nước ngoài thí dụ người ta còn cái bảo trợ là nuôi ăn học tới lớp 9, lớp 12 nhà nước còn nuôi, còn mình bây giờ nuôi tiền đâu mà nuôi. Không phải người Việt Nam mình không muốn sinh con, nhưng mà nuôi không nổi, từ bệnh tật đau yếu học nuôi đẻ ra thì rất là dễ, mình nuôi rất là khó. Nuôi một đứa con mà tới ăn học tới trưởng thành thì không biết bao nhiêu. Thầy khuyên là một lần nữa tất cả những người có con em phải suy nghĩ kỹ lại, đi học hết lớp 12, thí dụ nhà mình không có hoàn cảnh khó khăn thì đừng nên bán ruộng bán giường để cho con mình ăn học. Cứ nghĩ cha mẹ ăn học là con mình thành là làm nên việc. Thầy nghĩ thí dụ như bán, nhầm người bán một công hai công, có người bán nửa mẫu một mẫu cho con ăn học, nhưng mà con ra đang học làm không có ra tiền. Tiền cũng giống như cái người lao động phổ thông, những người học đại học tiền cũng giống như là đi ra làng, đi ra làm thì cũng có 8 triệu 10 triệu là dữ lắm rồi, nếu mà không quen biết đó. Thầy nói thực tế ha đó. Rồi biết chừng nào mà mua được loại là một công ruộng, biết chừng nào mà mua lại. Học rồi kiến thức nó cũng bỏ đi, học cái nghề này làm cái nghề khác. Thì học nếu mà gia đình thì còn những cái người mà dư tiền để ăn dư để, người ta cho con nước ngoài đi học tiền nhiều. Thầy nói đây những cái người mà thí dụ có hoàn cảnh khó khăn, con lại đông, mà ở dưới gọi là dùng, mình gọi là cũng gọi là dùng, hồi xưa gọi là dùng sâu dùng xa đó. Bây giờ không sâu xa gì, bây giờ đất đâu thì nó cũng có giá. Nhưng mình bán rồi mình mua lại không được, mình bán rồi lúc con mình đi học là nó mua lại cũng không được nữa. Phải suy nghĩ nha. Rồi thì Trung sẽ trở lại cái chữ cái chữ phúc. Thì thường thường trong nhà chúng ta phải mình treo cái chữ phúc ở đâu? Phúc thường thường phải treo giữa nhà. Một thí dụ thầy nói nhà mà thí dụ nhà mình nó khó khăn quá hay năm nó xui quá thì mình phải đảo phúc, đảo lại. Chữ đảo nó có nghĩa là chữ đáo ha. Chứ hồi xưa cái ở bên tiếng Tàu thì nó có hai cái phẩm như là phúc, phúc thì nó cũng đồng âm như chữ phước. Như chữ bát là số 8 đó, chữ bát thì nó đồng nghĩa cái chữ phát. Bởi cái người Tàu ta thích cái là số 8 là vậy ha. Bát phát là vậy đó, nó cái âm nó giống nhau thì cũng được, nó là như vậy. Thì thường thường chúng ta gọi là phúc lộc thọ ha. Nhưng mà thường thường là cái chữ phúc, một là dán chữ cửa, hai là ở cái cửa chính đi vào ngũ phúc lâm môn, ở trên là ngũ phúc lâm môn, dán ở dưới gọi là năm cái hàng chữ năm một cái ngũ phúc để mình đón phúc vào nhà. Nó thì thầy nói là cái chữ phúc thì nó chữ tự hình, ở Trung Quốc là cái chữ tự hình, cái chữ hình thì nó cũng rất là quan trọng. Thì cái bài nói chuyện lần sau thầy sẽ nói về cái chữ mười can
của cái chữ gọi là chữ Hán ha. Ví dụ như chữ Giáp ha, ví dụ như thầy mốt có thầy nói là cái những người chữ Giáp ha, chữ Giáp thì nó vậy ha, chữ chữ Giáp á, thì nó kéo cái đuôi thôi. Ví dụ như chữ Giáp là gì, nó cũng là chữ điền ha. Ví dụ mới đầu cái chữ Khẩu ha, có cái dấu cộng chính giữa từng thửa ở đây là nó thành chữ điền ha, mà cái chữ này nó kéo thẳng xuống đây nó sẽ dư, nó có cái đuôi là biến thành chữ Giáp. Bởi thường ta nói người chữ Giáp thì nó biến thành chữ điền, chữ Giáp mình bỏ cái đuôi thì nó thành chữ điền, mà chữ điền mình bỏ cái dấu cộng chính giữa á, thì nó thành cái là chữ Khẩu à, nó rất là hay. Nó thí dụ như ta, ví dụ như chúng ta coi phim á, nó giống như cái hình vuông vậy á, hình vuông á, là nó bốn bức tường á, thì mình để có để chữ Nhân chính giữa nữa, cái là chữ Nhân nè, chữ Nhân chính giữa, Nhân là người nè, người mà ở bốn bức tường gọi là gì, là tù binh á, là người tù binh á, chúng ta coi phim Tàu á, nó rất là hay ha, nó cũng rất là hay trong đó ha. Chữ tượng hình mà à, nó dùng cái nét thì cái chữ này là nó có thời gọi là xa xưa ha. Nó có xa xưa thì tuy cái tiếng của Việt mình nó cải tạo thành tiếng gọi là tiếng quốc ngữ ha, nhưng mà tất cả mình thờ phượng thì mình cũng quy về cái chữ Hán tự này, thì mình thờ nó có vẻ linh thiêng. Cái dụ thầy nó cũng không phải là thầy bị gọi là Trung Hoa Trung Quốc thì nó thần quá, không phải ha. Cái này là thầy nói về phần tâm linh đó. Đó. Chúng ta thờ phượng thì có những người mình viết cái chữ Việt mình lên cũng rất hay. Ví dụ như Ngũ Phúc Lâm Môn mình viết cái chữ Việt mình đó, thì mình viết cũng được đó. Nhưng mà nó không có ra cái thần, cái hồn ở trong đó ha. Cũng Ngũ Phúc Lâm Môn mình cũng đặt như vậy đó, nhưng mà cái nét chữ nó không có cái hồn trong đó, nó không có linh thiêng à, là như vậy. Thì cái gì mình hay thì mình phải nắm giữ hơn, chứ không phải này mình ghét người ta, mình không thích người ta thì mình không chơi với người ta, mình chê người ta. Nó có những người mình thí dụ mình ghét Trung Quốc rồi mình không học tiếng Trung Quốc, mình không biết Trung Quốc, mình không thích nhưng mà mình vẫn học, mình phải biết. Thì Trung nói về hôm nay là nói về cái chữ Phúc. Thì cái đây thí dụ như là mỗi cái nhà thì chúng ta cũng phải nên có, thường ở nhà mình phải có, đa số mình phải treo một cặp câu liễn hay gì ha. Thí dụ như nó không, đây thầy à, thầy đây coi thầy cũng vẽ rồi, thầy tô vô ha, nó là vậy. Thì cái chữ này gọi là cái gì là kim ngọc mãn đường bốn chữ. Thì cái chữ này thì mình treo ở giữa nhà nó cũng tốt ha. Thí dụ như bây giờ những cái thì xưa ta dùng nhà ba gian ha, thì người ta dùng câu đối thì hay hơn. Còn cái này thí dụ mình đã treo ở nơi cái két sắt, ở cái phòng mình có nơi két sắt thì mình treo kim ngọc mãn đường, nó gọi là sao, vàng bạc đầy nhà. Kim chúng ta biết nghĩa là kim loại ha, là đồ trang sức. Ngọc là ngọc ngà châu báu ha. Mãn có nghĩa đây là mãn là tràn đầy, chứ mãn không phải là bất mãn ha. Kim ngọc mãn đường thì cái câu cũng rất là hay ha. Cái là mình phải treo vô, mình phải dán là một cặp câu đối. Tùy thí dụ nhà mình muốn phát phú thì mình dùng những cái câu mà gọi là phát phú. Còn nhà mình muốn gọi là con cháu ha, là ông bà sống dai thì mình có những cái câu khác ha. Nó có những cái câu khác, thí dụ như cái câu mà rất là hay ha, gọi là phúc tinh chiếu rọi vạn sự thì nó hạnh thông thì thường thường thầy nên đó là cái chúng ta muốn làm việc gì thì chúng ta có một cặp câu đối rất là hay ha. Cặp câu đối phúc tinh chiếu rọi vạn sự hạnh thông, cái câu để hai bên rất là đẹp đó, là hoặc là những cái câu mà gọi là nó ti là chúng ta thấy như vậy ha, nhưng mà vào nhà thì nó có thần có thánh ha, có cái khí hay những cái gì nó may mắn nó đã vào nhà. Giống như chúng ta thờ thì chúng ta phải có bài vị, chúng ta thờ một cái bàn thờ phải có bài vị, phải có ai, phải có tên tuổi này nọ, không cần hình cũng được nhưng mà có cái bài vị. Thí dụ những người đã chết không biết là tên tuổi ngày tháng năm sinh, cái bài vị là cũng được rồi. Giống như ông Táo là ông thổ địa, thổ địa thí dụ như mình không có thần tài thổ địa nhưng mà phải có bài vị của ổng. Cái bài vị là cái câu mà thầy nói đó ha, thổ năng sanh bạch ngọc, địa khả sức hoàng kim, ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần đó. Nhân kiệt địa sinh thời, cô tiên hữu tiên thần chư vị
thiên qua bảo bảo nhật ha. Đó là cái câu mà gọi là những cái câu mà trên cái bài vị của thần tài thổ địa, thường thường thì nó tới là bảy hàng chữ ha. Tại bây giờ cái như là nó nhiều quá, người ta bỏ bớt hai câu. À, bây giờ chỉ còn là ngũ phương ngũ thổ long thần tiền hậu địa chủ tài thần, chứ còn mất hai câu là thổ năng sanh bạch ngọc địa khả sức hoàng kim, hai câu đó không có. À, những người có giờ thể là đặt chứ bài vị chúng ta có thường thường năm hàng chữ, đúng của nó là phải bảy hàng, nó thiếu hai hàng chữ, nó là cái bài vị. Ông táo cũng vậy, mình cũng có bài bài vị, cái gì mình cũng phải bài vị chứ. Mình thờ đại mà mình nên mình để như vậy, mình không biết gì, mình cúng là cu hồn các đảng âm binh là lên nó ở đó nha. Thì nói trước tất cả mình thờ hay mình cúng cái gì, mình để cái gì đó, mình cũng phải để có cái bài vị. Mình thờ ai mình cúng ai, giống như mình vái ai đó, là mình phải rõ ràng, phải rõ ràng đó. Cái gì thì cũng phải thành tâm, thành tâm mình cúng cái gì ấy. Có những người tại sao người ta đến đó ta xin được, có những người xin không được. Và có những cái người giống như người thầy cũng vậy, có những người mà tới ông thầy ông cho, tự nhiên này ông vui vẻ cái ông cho mình cái linh phù hay là một cái phép, hay là ông tặng cho một cái chữ đó, là mình sẽ được may mắn. Có những người không được tặng thì thường thường cái mình đi tới ông thầy thì mình phải có cái tâm. Có những cái người tới phá ông thầy, gầy ông thầy, rồi thử ông thầy, rồi không tôn trọng ông thầy, thì thường thường mình muốn xin cái gì, mình muốn được lộc, thì đương nhiên là mình phải thành tâm. Mình tới mà mình không, ông nói mình không có tin, mình không thích, mình tới giống như là mình quậy bình phá, lộc ai mà cho đó. Thì cái gì giống như trong một cái tình thương, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng cũng vậy. Vợ chồng thương nhau bằng một cái tấm lòng thì đương nhiên mình thương thì người khác đã thương mình lại. Còn mình thương bằng giả dối thì trước sau vợ chồng cũng phải chia tay. Đó. Thì thầy nói cũng giống vậy, như một cái nghề gì đó, thầy nói không? Mình phải học thì học phải có một cái nghề chân chính, một cái nghề. Bất kỳ cũng phải có cái nghề. Chúng ta nhiều nghề quá mà học cái nghề nào ra nghề gì, chạy theo thời vụ thì như vậy nhưng mà nó không tốt. Ta nói là ăn khoai dắt mai chạy quấy, thấy người ta làm có ăn mình chạy theo, không thời thì nó cũng vẫn chết. Chúng ta phải chờ đợi cái gì á, mình chờ đợi thì một ngày nào nó cũng sẽ tới thôi. Thời thì mỗi người đó, mình cũng phải ráng chờ. Chứ có những người thầy ơi bây giờ khổ quá, khổ từ nhỏ tới lớn, thì mình cũng phải chờ. Dù cuộc đời mình còn một hơi thở, một cuối cùng mình cũng phải chờ. Có những người già người ta vẫn đôi lúc khi người già ta cũng vẫn còn trúng số, ta cũng vẫn may mắn, còn sống thì còn may mắn. Khi ta chết là hết, bất kỳ ai cũng vậy. Chứ đừng có nghĩ chúng ta ở cái già rồi không biết làm cái gì. Thì già thì có cái lọc này, có cái lọc khác, chứ không phải là già làm không nổi là chết. Ha, trẻ là tứ diện còn sức khỏe là sống. Có những người còn trẻ sức khỏe bình thường vậy, nhưng là không có tiền cái rồi xong. Chán nản quá đời. Ai nhảy lầu, nhảy cầu, tự sát, thắt cổ. Nó vậy đó. Thì mấy người đó thì mốt đi cái đầu thai kiếp khác lại nó cũng cho lên, cũng đẩy lên lại hả. Mình phải chịu đựng, mình phải vượt qua thử thách. Còn nhỏ là chúng ta phải hết sức gọi là phải năng nổ, học hỏi. Con nít cũng vậy, mình ai cũng phải học nghề. Nó làm thầy giờ thầy cũng phải học, học hoài luôn. Tức giận cho thầy cũng phải học thôi. Ngày nào thầy cũng phải đọc sách, thầy nghiên cứu. Rồi thầy cũng phải chiêm nghiệm cái cuộc đời. Thầy phải lấy giữa cái lý thuyết và cái thực tế, rồi cái kinh nghiệm nữa. Chứ sách vở nó cũng không có nói được cái gì chứ. Nhà thầy nói cũng chia sẻ những người mà lên nó bằng tay hỏi nó tùm lum tùm la. Sách nó nói tùm lum tùm la là không phải vậy đâu nha. Người đọc nhiều quá rồi sách phương Đông nó nói khác, sách phương Tây nó khác. Đọc nhiều quá cái đầu nó banh ra luôn ha. Tẩu quả nhập hoa là bị khùng. Có những người cái tối ngày á, mộc khắc kim hay kim khắc mộc, cái nào vậy thôi cũng đúng chết rồi. Có giống như cái nhà rồi bên tả bên hữu, nhầm người thầy ơi bứng trong nhà dầm ra ha, nhầm người ở trong nhà ngó ra ha, ở ngoài ngó vô cũng phân biệt không bên trái bên phải, cũng còn chưa biết nữa, nó có bị khùng luôn. Đó, thường nói là không thầy thì đố mày làm nên.
ta nó học học thầy không thầy, học bạn không thầy đố mày lắm đó. Mình có năng khiếu học thì mình phải qua trường lớp, giống như một đi ca hát này nọ, giờ mình có cái giọng hay thì mình cũng phải đi học có thầy chỉ điểm, không có chỉ điểm là không có được. Còn những người mà tự phát người ta làm thầy, gọi là ta gọi là giống như cái căn, tự nhiên người ta không có có những người gọi là ta nói giống như là làm thầy căn là sao, là giống như có người dựa, có trường hợp là vậy, dựa thí dụ như có cái dông dựa vô, cái dông hồi xưa là nói nó giống như cái dông người ta cũng làm thầy, ta dựa vô, ta nhập cho người đó, cho người đó coi thôi, nhưng mà xuất ra thì người đó không biết gì hết, giống như gọi ta nói là vỏ bùa vậy đó, bùa khi mà nhập vào, niệm vô thì là thần thánh nó nhập vô, đánh ghê lắm, không biết đau biết gì á, khi mà xuất ra thì không biết gì, nó yếu xìu giống như gọi là bún thiêu, nó là như vậy. Còn người làm thầy là mình phải học cái căn bản, bài bản, lớp lan thì nó mới được, chứ không phải là tự là ngăn xương đâu, có những người thầy cũng làm ngăn xương vậy, ông hành bài nhập vô thì coi được, còn bình thường thì không coi được, nó là như vậy. Thì cũng có ha, chứ không phải là thầy nó không, có nhiều cái không biết gì hết, có người ta nhập vô, ta nói chuyện gọi là ta nói rất là hay, sẵn sàng người đó không có biết gì hết, cũng không học, không có gì hết. Thì đó là do là cái coi theo cái dạng gọi là có người dựa, nhưng mà làm thầy thì sao được, mà lúc dựa được thì coi, lúc dựa không được thì cũng được. Giống như tôi đi học võ công thì chúng ta cũng phải học là bài bản đàng hoàng, không học võ bùa ha. Đó thì như vậy, thầy cũng chia sẻ về cái buổi nói chuyện hôm nay ha. Thì thầy khuyên thì tất cả những cái nhà mình thì trong nhà mình ít nhất thì mình cũng phải có cái có thần, thì mình thí dụ lớn tuổi mình cũng phải có thờ người này thờ người kia, còn trẻ thì cũng được, nhưng mà lớn thì ngoài cái tuổi thầy nói là thầy là khoảng 45 40 được rồi, khoảng 40 tuổi là mình có nên là thờ được rồi ha. Nhà mình có thờ, mình đạo gì thì mình thờ cái nấy. Ngoài ra thì mình cũng phải theo tùy theo cái đạo ha, thì mỗi cái đạo thì nó khác nhau, đạo nào theo thì ông nấy, nhưng mà chúng ta cũng phải biết ha, là cái chữ mà gọi là thầy nói gì, cái chữ phúc rồi đó ha. Một ta nói là đạo phúc, khi đạo phúc là thì sao, ví dụ như nhà mình đang làm ăn khá giả thì nó may mắn không có gì hết, như mình thấy có hơi cái chuyện mà nó không được may mắn xui xẻo thì chúng ta nên đạo phúc. Đạo phúc là ta treo ngược cái chữ phúc luôn, trút đầu xuống thì gọi là treo giữa nhà để chúng ta được may mắn. Rồi thầy Trung có buổi nói chuyện hôm nay thôi, thì thầy Trung cũng chia sẻ vấn đề mà về những cái câu đối, những người câu đối về, thí dụ thầy nói những cái người đặt tên giống như con em mình là tên theo gọi là cái tài lộc của những người là đặt tên theo con làm quan, đồng quan đặt tên khác, muốn con mình theo ca sĩ là đặt tên nó khác, là những người mà đặt tên theo mà con mà nó giống như mà mạng nó nhỏ, đặt tên giống như xã hội đen đó, tên mà gọi là trời thần đất lở đó ha, là cũng không có được ha. Thí dụ như những cái đứa con thì thầy nói cũng rồi, có những đứa con thì đa số thì mình sanh đứa con ra mình phải xem cái bát tự nó ngày tháng năm sanh nó, cái vận hạn nó như thế nào nó, chứ nhầm đứa mà cái hỏi như cái mạng nó quá nhỏ đặt cái tên quá lớn. Thầy kinh nghiệm có một đứa bé đó, cái tên nó bình thường thôi, đặt tên cho nó Quốc Dương, Quốc Dương Bảo Kiếm gì đó ha, Quốc Dương, nó bệnh suốt luôn, tai nạn đầy đủ đó, giống như vua vậy đó. Thường thường tại sao dưới quê ông bà mình vậy, đặt cái tên xấu, tên cu, tên tèo, tên gì đó tùm lum hết á, số 1, số 2, số 3, số 4 nhầm người á, tên gái này gái nọ nữa nhầm người, đặt cái tên gọi là cũng tức là gọi là cũng có ha, giống như Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Thị Chim gì đó, nó cũng có luôn, bây giờ vẫn có ha. Nó là cái tên là xấu, nhưng mà nó vậy nuôi chúng ta không có cười. Cái tên nó vậy tại vì cái mạng mình nó nhỏ, mình đặt cái tên nó quá lớn thì giống như nó phạm tới thần thánh vậy đó, nó phạm tới thần thánh thì yếu mạng như chơi, nó giống như một cái người cũng vậy, giống như mà khó nuôi con, đẻ con ra bao nhiêu nó cũng bị chết, bị hư thai này nọ, là số mình nó sát con, thì mình phải kiếm người đỡ đầu hoặc là thường thường giống như đẻ mau nó hư thai này nọ hết, cũng phải kiếm một đứa con nuôi đem về, xong tự nhiên là những đứa sau là sanh tốt hết ha. Cái chuyện đó chúng ta
đó, những người ta đã nhà cái khoa học người ta đâu có chứng minh được, đó, đâu có chứng minh được, khoa học nó vậy đó, nhưng mà không có đỡ đầu thì không thể nào đó, mà sanh con được, đó là thầy cũng chia sẻ. Thôi cái bài hôm nay này nói cũng hơi nhiều ha, thì thầy sẽ nói lần sau, thì nói về cái những cái chia sẻ về cái cuộc sống ha, là những cái phần mà chúng ta nên biết thêm đó, đó thì thường thường một cái gia đình nào thì mình chúng ta cũng phải dán những cái câu nho hay là câu liễn cái gì đó để lên con cháu mình nó noi gương, nó dòm lên đó mà nó học. Thì thường một cái nhà mình vô thấy mà có những cái câu đối câu này nọ là biết cái nhà đó là người ta cũng dạy con người ta rất là kỹ ha, ta dạy con ta kỹ nó, nhà ta đó nha, ngày xưa ta nói là nho giáo, thì bây giờ mình không nho giáo nữa, thầy ơi thầy nói kiểu đó là nó xưa quá rồi ha, nhưng mình có những gia đình dạy con vẫn tốt ha, đừng có nói như vậy ha, mình phải dù cái hoàn cảnh nào con người mình cũng phải giữ được cái tâm cái đạo con người mình, ta nói không có tu đâu tu gì hết, nhưng quan trọng là cái tâm của mình đó, cái tâm mình xuất phát nè. Mình đi chùa mà cái tâm mình không tốt cũng không được, mà cái bố thí mà cái tâm mình cho đó, mình cũng như là mình cứ nghĩ là mình có tiền mình cho nhiều là mình được phước, mình không có suy nghĩ gì nữa đó, nhưng người ta thường ta cho cái số tiền đó bằng cái tâm của người ta, người ta muốn gửi đến cái đó thì người ta cái công đức của người ta cũng rất là cao. Đi tu mà nhà tối ngày chửi cha mắng mẹ, con thì không lo, vợ thì bỏ, chồng thì cũng gọi là vậy, vợ con là không được ha. Chúng ta tu là phải từ ở nhà tu tâm tu thân trước, tâm với thân mà chưa được cái gì thì đừng bao giờ đi vào chùa làm cái gì hết đó. Người tu mà hỏi là cái thân mà gọi là cũng chưa xong đó, lần sau thầy nói về vấn đề gọi là thân với mạng, mạng là gì mà thân là gì, ta nói thằng đó cái thân hình dáng, thì thầy phần sau thầy nói về cái người mà cái kiếp số giữa cái mạng và cái thân, thì cái mạng nó như thế nào, cái thân như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào giữa cuộc sống đó. Thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người cái bài nói lần sau, nhớ đăng ký kênh thầy Trung đó. Thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại một cái buổi nói chuyện vấn đề gọi là mạng thân, gọi là cái kiếp, có cái kiếp thì con người mình sinh ra ai cũng có kiếp, cái kiếp thì nó nằm lúc nào ở tứ sinh ha, tứ sinh có những người kiếp, có người đầu thai ha, cái kiếp của mình tới đó là hết, không còn đầu thai nữa ha, là trên cõi đời này nữa. Thì thầy nói về vấn đề gọi là cái kiếp, thì trong đề cái môn của tử vi ha, mạng thân và kiếp. Thì chúng xin chào.